Xin chào tất cả quý của chú anh chị. Hôm nay em xin giới thiệu cho quý của chú anh chị mình một căn nhà có sổ hồng riêng, diện tích ngang 4 dài 20, đường trước nhà 2,5 m của chú anh chị, cách ngã ba chùa Tô Ký, tầm khoảng 150 m. Nhà có 3 phòng ngủ, nhà kết cấu trệt lầu. Thì phía trước nhà có một cái sân để xe rất là rộng, phía trong là phòng khách, trang trí rất là đẹp mắt của chú anh chị ha. Mời cô chú anh chị mình xem qua. Thì nhà này nhà chính chủ của chú anh chị. Sổ hiện tại là đang vay ngân hàng 2 tỷ đó của chú anh chị nha. Và giá căn này thì chủ kêu là 2.999.000.000 của chú anh chị. Cô chú anh chị mình thiện chí thì mình liên hệ em số điện thoại 0898028417, em dẫn xem nhà nha. Không gian bên trong căn nhà của chú anh chị mình xem ha. Nhà này vị trí đẹp mà diện tích rộng, nhà phòng ngủ công năng đầy đủ của chú anh chị, cầu thang rồi rất là đẹp ha. Nhà trang trí rất là sạch sẽ nữa, đẹp. Ừ, chú chị mình quan tâm thì liên hệ số điện thoại 0898028417 ha. Em dẫn mình xem nhà. Ở trên trên này thì có phòng ngủ là đầy đủ của chú chị ha, có 3 phòng ngủ ha. Nhà vệ sinh là đầy đủ ha. Cửa là thiết kế cửa gỗ ha. Phòng ngủ rất là rộng rãi thoải mái luôn của chú chị. Ô chú chị mình nhà đông người thì ở căn này là có hợp lý luôn. Phòng ngủ diện tích rộng, phòng ngủ đầy đủ. Các cô chú chị mình quan tâm thì sớm liên hệ em dẫn xem nhà ha. Em xin cảm ơn tất cả quý cô chú chị đã theo dõi thông tin. Xin chào và hẹn gặp lại em một cái sản phẩm tiếp theo ạ.